弁会を奥さん作ってるmahasiswa yang Pak Mungun tahu saja. Vâng, đi 30 km đến hồ Biwako để bắt được con cá chép này. Đấy. Bây giờ rồi, cá chép con này nó được chế ra kiểu món Myanmar. Sạch các lớp màng các bạn. Cá xông nước mình phải tự sạch cái lớp màng nó đi, không vớt chỉ là bạn. Rồi, đã xong cái khâu luộc vải, dùng nước nóng chần qua sạch sẽ. Lọc không xương. Chị ăn một thịt không ạ? ruột xuống hết, chỉ còn lấy 1 phần thịt thôi. Vâng, đã được một lượng. Các bạn nhìn thịt nhó. Có xương rắc rồi. Vâng, bây giờ cô cho gia vị. Cho mấy người ký cho đỡ tanh. Một đêm à, 1 canh. Đấy. Nè đi rồi. Ô mẹ. 1 canh. Ô, có gì đấy á? Không nào. Cái này là hạt tiêu. Ớt. Là thế nào, thế nào. Ít nước mắm. Đây gì? Bên Nhật gọi là soju. Mình bóc lẫn với nhau. Đây ta. Bây giờ mình sẽ ngâm tầm 3 phút. Vâng, rồi qua lên để nấu riêu. Nên bắt đầu hút gia vị này. Đang qua để nấu riêu. Cá chép bên Nhật thì rất chi là thấm, nhất là vỏ hôm qua này, nó cá sống lâu, con này còn bé. Bỗng dị ò phát ra mùi nó bốc mùi luôn. Bên Nhật này nó có men bỗng rượu của nhiều loại. Russia ちょっと半分ぐらいですね。おいしそう。Ở bên cạnh nó một cái sản phẩm để có xì xò. Nó này vợ mình nấu theo kiểu là món kho hả? Đầu cá kho với thịt cá kho. Thì chưa biết chứ đúng không? Còn về là mình nấu riêu, mình không phải làm gì cả. Đây là của Việt Nam. Và món cá chép nấu riêu với cả ngải cứu đã thành công. Bây giờ mình bỏ ra để mình chế nấu thôi. Ok đấy, các bạn đi cho được đấy. Mình đã thành công. Bây giờ chế nấu. Mình cần phải nữa. Yeah. Itadakimasu. Washi ga omebiru. Hai nữa. Ra. Ok, tê.え、うん、立ってらめよ。できないよ。いいな。うん、おいしい。ăn không còn mùi tanh nữa. Đó. Rất thơm. Mà video đến đây là kết thúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Xin cảm ơn. Ok.